Xin chân thành cảm ơn và kính chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị. Ngày hôm nay em lại tiếp tục về được tầm khoảng 20 đôi loa súp ETC. Một cái thương hiệu đến từ Mỹ các bác nha. Con này thì em nói thật các bác là còn mới quá các bác ạ. Một dòng súp bãi nhưng mà nó chạy bát 18 cộng các bác này. Bát 18 sao này. Neo thế nó mới đá chứ các bác. Con này của nó thì nói thật các bác là nam châm từ trường hiếm này. Đấy, bát neo này. Thì đối với con ETC thì các bác có thể nhìn thấy không? Con này của nó là ETC này, USA này, model của nó là súp 12 này. Con này của nó là công suất max của nó là 700W các bác nhá. Đấy, công suất hoạt động liên tục của nó là 350W và độ nhạy của nó là 100 decibel 8 ohm. Đấy, con này của nó thùng vách của nó còn rất là sạch đẹp luôn các bác ạ. Và bên trên này các bác nhá, nó sẽ có một cái lỗ để tất cả các bác chúng ta cắm những cái loa tay. Đấy, và súp thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ để đặt xuống dưới đất. Bao giờ chất lượng âm thanh của nó cũng hay hơn. Và con súp này của nó thì em Hiền về cặp nào cũng còn đẹp tinh tươm hết các bác ạ. Còn mới lắm các bác ơi. Anh em ai đang chơi những cái hệ thống âm thanh trong phòng karaoke. Đấy, gọn gàng. Anh em ai đang sử dụng trong những cái bộ dàn karaoke trong gia đình nhà mình. Cũng rất gọn gàng. Bát neo. Và các bác có thể nhìn thấy một cái bát của nó là bát 18 này. Đấy, bát của nó là bát 18 sao các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bát này. Đấy, gân của nó này. Đấy, màng của nó là màng chống nước luôn các bác nhá. Ba gân vải các bác ạ. Đấy, kể cả từ cái hệ thống diềm bên ngoài các bác nhìn trông rất là sướng. Và con này của nó là bát của nó là còn zin hết các bác ơi. Bát của nó còn zin hết, còn mới lắm các bác ạ. Thì đối với con này, đấy, nó là một cái thương hiệu ETC, một cái thương hiệu đến từ Mỹ rồi. Và ngày hôm nay thì em cũng nói luôn là với mức giá ở bên ngoài thị trường, người ta đang bán ra rất là cao, nhưng em bán cho các bác với giá chỉ bằng 2/3 giá mà anh em đang bán cho tất cả các bác thôi. Đấy. Vì vậy các bác cố gắng nán lại một đôi chút. Các bác xem thật kỹ, mua cũng được, không mua không sao. Nhưng phần quan trọng đó là gì ạ? Chúng ta hãy test xem nó làm được gì, nó oánh có hay hay không. Đấy. Và tất cả các bác chúng ta hãy cảm nhận thấy một chất âm nó uy lực mạnh mẽ, cộng hưởng trên dàn âm thanh của mình, nghe nó phê rồi. Các bác thích thì các bác mua, không thích thì các bác có thể tặng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh là được rồi. Và ngày hôm nay em Hiền xin phép tất cả các bác này. Đấy. Một cái là em sẽ tháo y căng ra để cho tất cả các bác chúng ta nhìn nha. Còn một cái thì em vẫn để y căng và em test loa súp này với những cái bản nhạc mạnh để tất cả các bác chúng ta nghe thử xem. Đấy, chất lượng âm thanh của nó ra nghe có đủ đã hay không. Và với một cái ngưỡng âm thanh nó rất là lớn thì các bác nghe qua điện thoại. Đấy, và em có một cái cảm nhận là chúng ta nghe vẫn chưa được đã khi nghe qua điện thoại. Các bác ai có tai nghe xịn các bác có thể đeo vào. Để cảm nhận thấy là cái chất lượng âm thanh của nó có mạnh mẽ uy lực hay không thì bác phải có tai nghe hoặc mở lên trên loa thì các bác mới cảm nhận được cái tiếng súp của nó đánh kinh khủng lắm các bạn. Đây, và bây giờ thì em Hiền xin phép lên nhà để tất cả các bác chúng ta cùng nghe thử nhá. 3, 2, 1, lên luôn! Sao ạ? Cảm nhận của các bác thấy sao? Em sẽ lên một đoạn nhạc nữa để tất cả các bác chúng ta nghe nè. Em lên cho anh cái đoạn nhạc Thái đó. Đấy. Các bác nghe là các bác phải đeo tai nghe vào nhá. Còn khi em quay gần lại thì để cho các bác cảm nhận thấy là con súp này của nó đang đánh như thế nào thôi. Và bây giờ em tép thêm một đoạn nhạc nữa cho nó có sự khác biệt rõ rệt để tất cả các bác chúng ta có quyết định hay không nào. Lên nhạc em ơi. Đấy. Lên nào. Anh em ai chưa like thì like cho Hiền phát nha. We'll be right back.
đã xem video. Đấy, các bác nghe thấy cái uy lực của cái bát 18 sao nó dã man không? Bát của nó lại bát neo, tuy rằng bát của nó là bát 30 thôi các bác nhá. Đấy, nhưng mà chất lượng âm thanh của nó mang lại cho các bác đó là một sự hiệu quả vô cùng. Đấy, anh em ai đang sử dụng trên những dàn âm thanh của mình, đấy, các bác ai đang dư con đẩy, ai đang dư con âm ly, đấy, các bác có thể câu thêm cặp loa này vào. Thứ nhất là thể hiện cho cái sự chuyên nghiệp, thứ hai là thể hiện cho cái sự đẳng cấp, và cái thứ ba là nó giúp cho cái hệ thống âm thanh của tất cả các bác này nó lên một cái tầm cao mới. Đấy, súp đánh riêng, phun đánh riêng thì cái dàn âm thanh của các bác nghe âm thanh có sự truyền dẫn, đấy, nó xa hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó uy lực hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta có thêm một chút tiền nữa thì thật sự đây chính là một sự hiệu quả rất là ok. Đấy, con này của nó thì là thùng vách của nó là chịu nước các bác nhá. Đấy, các bác không phải lo về con này. Và ETC, đấy, model SUP 12, các bác có thể tìm hiểu. Hiện nay, các bác đang bán ra với cái mức giá tầm khoảng 8 triệu cho đến 9 triệu một cặp như thế này. Đấy, bát neo 18 sao. Và gặp em Hiền thì anh em ai mua một quả em cũng bán các bác ạ. Mua một quả cũng bán. Và các bác ai mua hai quả em cũng bán. Và em nói luôn, với chiếc loa SUP ETC như thế này các bác nhá. Đấy, thùng vách đẹp, nét căng, em sẽ chọn cho các bác những con đẹp nhất. Đấy, với mức giá là 3 triệu 400 nghìn đồng một quả thôi, rẻ như cho. Em bán cho các bác với giá này là rẻ hơn được từ tầm khoảng từ 800 cho đến 1 triệu 2 một con so với lại giá ở bên ngoài thị trường. Còn anh em ai lấy cả đôi thì các bác lấy này, em để cho các bác với giá chỉ có 6 triệu 600 nghìn đồng một cặp. Đó nha, giá này thì các bác không cần phải nghĩ ngợi nữa. Đấy, và bao cho các bác là bát zin, bao cho các bác là thùng vách zin. Và những cái con đẹp nhất thì em gửi cho các bác, còn con nào xấu em sẽ bán thanh lý sau, ok chưa? Đấy, các bác mua cũng được, không mua không sao. Nhưng mà ly qua, xem video của em Hiền rồi, nhớ tặng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh. Và các bác yêu quý Cao Hiền, cho em Hiền xin một lượt chia sẻ lên nhóm. Đấy, cho xin lượt chia sẻ lên Zalo, lên tường Facebook, để chúng ta hiểu biết nhau hơn. Đấy, tiếp cận được nhiều hơn và chúng ta gắn kết nhiều hơn. Và trong những ngày tới em đang về rất nhiều các loại súp không ạ. Đấy, súp 3 bát, súp 2 bát, đấy, súp Mỹ, súp JBL có rất nhiều, kể cả dòng súp ETC. Em về được mấy chục cặp. Anh em ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0923 993 993 để chốt đơn các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video và chúc cho anh em một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn ngập hạnh phúc. Xin chào anh em.